Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Tư ngày 25 tháng 5 năm 2022. Phương Thảo và chú Tất Tiến gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNA-TV 57.3, 16.10 và 26.9 và gửi lời chào đến chú Tất Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cái tên đầu tiên là không tên rộng rãi thưa quý vị. Ở Uvalde, Texas là một cái trường elementary school, là trường tiểu học. Thưa quý vị, vừa rồi đã có một tay sát thủ mang súng và bắn chết 18 đứa trẻ và 3 người lớn, là tổng cộng 21 người. Thưa quý vị, đọc cái tin này trái tim ai cũng phải nói là phải đập thật là nhanh và đập hỗn loạn nữa. Chúng tôi không biết nói làm sao. Đây là một cái trường là ở chỗ một cái khu vực mà nhiều người Latino. Thì có lẽ là đây tay này là một tay kỳ thị chủng tộc, nó ghét cái người Latino đã vào đây bắn giết một cách bừa bãi và sát thủ sau đó cũng chết mà không biết chết vì nguyên nhân gì. Tự tử hai người khác bắn chết thì không biết. Nhưng mà đây là một cái cộng đồng 18-15 dặm tây của San Antonio. San Antonio một thành phố rất hiền hòa nhưng mà đa số là người Mỹ. Thì cái vụ bắn giết này nó làm cho dư luận đang là xôn xao, và ông thượng nghị sĩ đang ở trên diễn đàn trong cái tin hôm nay đang nói rất là hùng hồn, what do we do, chúng ta phải làm cái gì bây giờ đây, sao mà quý vị lại cứ phải cho người ta phải cầm súng một cách là tự do thoải mái như thế. Thưa quý vị, đây là cái vụ này cũng làm nhắc nhở đến một thập niên trước đây, đó là 20 đứa trẻ và 6 người lớn bị ở trường Sandy Hook Elementary School, cũng là Brand School Newton Connecticut, đó là bị bắn chết hồi trước. 20 đứa trẻ và 6 người lớn, và bây giờ thì là 18 đứa trẻ và 3 người lớn. Thưa quý vị, cái con số này nó khủng khiếp quá. Chúng ta biết bao gia đình bây giờ đang than khóc một cách là phải nói là thê thảm, vật mình vật mã, tại vì người chết rồi đâu có lấy lại được. Thưa quý vị, mà những đứa trẻ còn thơ ngây vô tội, đâu có làm cái gì nên tội đâu, mà chỉ vì mấy cái tay mà kêu là không biết nói làm sao đó, cái là cứ ủng hộ vấn đề súng và tự do, cứ nói là quyền tự do người ta mang súng, không có kiểm tra lý lịch, không có nó coi xem là có tiền sử tâm thần hay không, và cho phép súng. Mà tôi đã nói trong mấy kỳ trước rồi, nó đeo súng một cách công khai mà không cần permit. Thưa quý vị, trời ơi là trời, anh ta bây giờ không biết làm sao đây. Những cái tin này làm chúng tôi trái tim đau xót, và tưởng tượng đến giờ mấy chục gia đình đang gào khóc vật vã vì đứa bé chút xíu này đã chết vì những viên đạn mà vô tình mà vô cảm. Thưa quý vị, giờ vào chúng tôi cập nhật một cái bản tin khác của công ty Starbucks. Thì mới đây thì vào trong tuần rồi, chúng tôi cũng đã cập nhật cái bản tin khi mà McDonald's cũng đã quyết định rút hết tất cả những cái cửa hàng tại Nga, do bắt đầu có một cái sự xâm lăng, và đây là một trong những cái biện pháp bắt đầu trừng phạt mạnh hơn. Và hầu hết thì khi mà những cái McDonald's nó đã chuyển nhượng lại cho tất cả những người sở hữu của Nga, nhưng mà không được quyền lấy tên thương hiệu cũng như là lấy cái thực đơn của McDonald's. Thì Starbucks thì chúng ta cũng đã biết rằng đã đến với cái thị trường Nga vào năm 2007. Thì khi mà bắt đầu Nga xâm lăng vào Ukraine thì Starbucks nói rằng là vẫn giữ nguyên những cái cửa hàng ở Nga, nhưng mà sẽ lấy cái lợi nhuận ở đó để mà đóng góp để cho ủng hộ cho vấn đề bên Ukraine về cứu trợ nhân đạo. Sau khi mà Coca-Cola, Pepsi Corporation, McDonald's cũng như rất nhiều công ty khác của Hoa Kỳ đã đồng loạt rút hoàn toàn khỏi thị trường của Nga, thì Starbucks cũng đã bắt đầu thay đổi kế hoạch và cũng đã tạm thời đóng cửa hàng tại Nga. Và mới đây thì coi như là Starbucks cũng đã quyết định rút hoàn toàn khỏi thị trường của Nga, nhưng mà thư gửi cho những người nhân viên của Nga đang làm việc tại những cái chi nhánh ở Starbucks ở đó thì nói rằng là 130 cửa hàng này sẽ phải đóng, nhưng mà họ sẽ được ủng hộ về cái mức lương cho những người nhân viên này để có thể đi làm việc giúp cho họ có thể đi tìm một cái công việc nào đó trong vòng 6 tháng. Thì cũng rất là nhiều, những người nhân viên này lên đến cả 2.000 người luôn. Và hiện tại thì thông điệp mà được gửi cho những người nhân viên này thì tổng giám đốc của Starbucks cũng đã viết nói rằng là với cái tình hình mà đang có những cái chiều hướng xấu đi, biến động rất là nhiều tại ở Nga như vậy,
Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục xem xét và đưa ra những cái quyết định phù hợp cũng như là những cái giá trị căn bản của công ty, và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho những người nhân viên đã làm việc tại đây để mà họ có cơ hội để mà họ đi tìm một cái công việc khác trong vòng 6 tháng sắp tới để mà giúp họ để ổn định trong cái công việc này. Thì đây là tiếp theo là Starbucks, là một trong những cái công ty rất là lớn của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu rút khỏi thị trường. Thưa quý vị, cũng như là mọi ngày, chúng tôi hôm nay xin thưa quý vị một cái biến cố lịch sử đã xảy ra cách đây nhiều năm. Tức là ngày 24 tháng 5 năm 1775 đó, 1775 thưa quý vị, John Hancock đã được bầu làm cái là chủ tịch của cái Continental Congress. Tại sao ông ta lại được bầu vào vấn đề này? Tại vì ông ta chống đối người Anh một cách rất là kỷ luật. Chúng ta biết những thời gian đó là những người Anh mà đã sang Mỹ mà ở cái thành là những người mà thuộc địa rồi đó, thì chống lại cái chính quyền bảo hộ của Anh ở bên nước Anh, thưa quý vị. Thì ông John Hancock này là một người mà đặc biệt, một cái là khi mà nhớ đến tên ông, người ta nhớ đến cái bản tuyên ngôn độc lập, là chữ ký ông to nhất ở trong bản tuyên ngôn độc lập. Ông ký muốn ký như vậy, ông để cho nói là người Anh nó không cần phải đeo kính, nó có thể nhìn thấy chữ ký của ông. Thì ông đã làm chủ tịch của cái quốc hội này cho đến khi mà cái declaration, là cái tuyên ngôn nhân quyền này được adopt, tức là được xác nhận hoặc toàn thể của ông toàn quốc, là vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, là một năm sau. Tại sao lại có cái vấn đề mà tuyên ngôn độc lập, thưa quý vị? Đó xảy ra từ cái vụ mà Boston Massacre, tức là cái vụ mà kêu là tàn sát năm 1770. Ông 5 tháng 3 năm 1770 ở King Street ở Boston đó là bắt đầu chỉ có một sự xô xát nhỏ giữa một cái người lính Anh đứng gác và cầm súng và những người dân địa phương. Xô xát sau rồi ném những người địa phương ném tuyết, ném gạch, ném đá vào các anh lính và nổ súng bắn lại, thế là dân xông vào hỗn chiến và đã bắn đánh chết các anh lính kia. Lập tức anh ta kêu cứu viện tới, và lính Anh lúc giờ có súng là tàn sát tất cả những người mà cầm gậy gộc tới. Đây là một cái cuộc tàn sát trong lịch sử ngày 5 tháng 3 năm 1770. Và sau đó thì đã xảy ra những cái cuộc mà đấu tranh mà ôn hòa có, mà kêu là bạo lực cũng có, để đến ngày 24 tháng 5 năm 1775 thì cái Declaration of Independence, tức là cái tuyên ngôn của nhân quyền, đã được soạn thảo, và cái ngày mà được adopt là chính thức, tức là 4 tháng 7 năm 1776, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái bản tin mới khi mà cái vấn đề mà Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Adhanom Ghebreyesus, ông cũng đã tái đắc cử lại cái chức vụ của mình trong cái một cuộc bỏ phiếu kín, và nhận được là 155 trên tổng số là 160 phiếu thuận. Thì ông hiện tại là một trong những cái ứng cử viên duy nhất để mà ra tranh cử, và ông cũng đã đắc cử vào năm 2017 vừa rồi. Những cái bộ trưởng cũng như là những cái người đứng đầu cũng đã gửi điện chúc mừng ông, thì cũng đã lên tiếng nói rằng là cảm ơn vì đã có một cái sự đổi mới trong cái vấn đề mà chống cái đại dịch COVID-19. Thì người đứng đầu của Bộ Y tế Đức là Karl Lauterbach cho biết rằng là đây là một trong những cái kết quả rất là xứng đáng với lại cái công sức của ông đã đợi bỏ ra. Thì cái nhiệm kỳ sẽ bắt đầu của ông vào ngày 16 tháng 8 sắp tới, và ông sẽ chỉ có một nhiệm kỳ duy nhất thôi trong cái vấn đề của Đại hội đồng Y tế Thế giới này, và sau khi mà hết ông nhiệm kỳ này thì bắt buộc là phải kiếm một cái người khác lên để mà thay. Và ông trước đó cũng là từng là Bộ trưởng của Y tế Ethiopia trong năm 2005 đến năm 2012, và Ngoại trưởng của Ethiopia vào năm 2012 cho đến năm 2016. Và sau đó ông cũng là đứng đầu của cái quỹ về chống AIDS toàn cầu, bệnh lao và bệnh sốt rét, cũng như là về hội đồng đối tác và bệnh tật sốt rét, cũng hội đồng của hội đồng đối tác về sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em. Và sau này là ở cương vị là coi như là Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, và rất là chúc mừng ông đã tái đắc cử về cái vấn đề này. Thưa quý vị, trong cuộc summit, tức là cuộc họp hội nghị quốc tế vừa qua, thì Tổng thống Biden đã nói tất cả những người mà lãnh đạo của Indo-Pacific, tức là Ấn Độ-Thái Bình Dương, rằng là đây là một thời điểm đen tối của chúng ta, đen tối của chúng ta trong lịch sử thế giới, thưa quý vị. Ông đã nhắc lại cái cuộc chiến tàn bạo của Nga đã tấn công vào Ukraine, và ông yêu cầu tất cả cái nhóm mà kêu là Ấn Độ và Thái Bình Dương này phải làm một cái nỗ lực nào đó để có thể mà stop cái cuộc tấn công của ông Vladimir Putin.
Tại đây ông nói rằng đây không phải là một cái vấn đề của Âu Châu mà đó là vấn đề của toàn cầu thưa các vị. Thì ông nói rằng là trong cái cuộc họp này đó là người ta gọi danh từ là Quad, tức là bốn người, thì có Japan là một, là Nhật Bản là một, là Australia là Úc là hai, India là ba và Hoa Kỳ là bốn. Thì ông có nói với tất cả những người này và dĩ nhiên là cái ý kiến của ông đã được sự đồng thuận của cả cái nhóm Quad này. Và nhưng mà tuy nhiên thì chưa biết có một cái cuộc chính trị cụ thể nào để có thể ngừng cái cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Cho tới giờ này đã qua 3 tháng và sinh mạng đã mất đi rất nhiều, máu đã đổ tràn lập ở trên đất nước Ukraine thưa quý vị. Và bây giờ người ta đang lo ngại cái số phận của những người tù binh bắt được ở trong cái Mariupol. Không biết là Nga sẽ xử trí như thế nào thưa quý vị. Và đây là một trong những cái bản tin mới cập nhật tiếp theo khi mà cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã quyết định một cái biện pháp trừng phạt rất là mạnh tay, coi như là chặn một cái con đường trả nợ cuối cùng của Nga để cho trả nợ những cái nhà đầu tư quốc tế lên đến hàng tỷ Mỹ kim luôn. Và có lẽ là Nga sẽ có rơi vào cái tình trạng vỡ nợ. Thì theo như là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ nói rằng là sẽ không có gia hạn về cái giấy phép cho Nga tiếp tục trả nợ thông qua về cái ngân hàng của Hoa Kỳ nữa. Thì cái đợt cấm vận đầu tiên mà Hoa Kỳ cũng đã tung ra vừa rồi, thì sau đó thì Bộ Hoa Kỳ cũng đã cấp phép cho ngân hàng của Hoa Kỳ nhận trả nợ trái phiếu bằng đồng Mỹ kim từ Nga, và giấy phép này cũng đã hết hạn vào ngày thứ tư là ngày 25 tháng 5 là ngày hôm nay. Thì có rất là nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã muốn gia hạn những cái biện pháp trừng phạt mạnh lên Nga hơn nữa. Khi mà tại một cái buổi gặp gỡ trước cái cuộc họp báo của G7 tại Đức, thì bà Bộ trưởng Tài chính là Janet Yellen, bà nói rằng là cái giấy phép này sẽ không có cấp để mà chuyển đổi, mà để giúp cho Nga có thể tái cái cơ hội mà trả nợ bằng đồng đô la cho những ngân hàng đầu tư đó. Và khi mà nếu mà không có cái giấy phép để mà trả nợ thông qua những cái ngân hàng tại Hoa Kỳ, thì Nga sẽ không còn một cái con đường nào để mà có thể tiếp tục trả cái số nợ mà vay lên đến hàng tỷ Mỹ kim như vậy. Thì chúng ta đã thấy rằng liên ngân hàng SWIFT cũng đã chặn tất cả những cái ngân hàng lớn của Nga thông qua bằng con đường ngoại tệ. Thì trong cái thời gian qua thì Nga đã thông qua một cái ngân hàng của Hoa Kỳ là JP Morgan Chase và Citigroup để mà có thể trả nợ số tiền này. Và hình như là theo như là chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng dự đoán cho biết rằng là chính phủ của Nga cũng đã biết trước cái chuyện này là sẽ không cho phép là họ dùng trả nợ bằng trái phiếu để mà tránh vướng vào cái thời hạn vào ngày 25 tháng 5 này. Thì Bộ Tài chính Nga cũng đã lên trước trả hai trái phiếu trong cái tháng này rồi. Thì cho tới bây giờ thì có lẽ là không biết là những cái như thế nào. Thì cái trả trái phiếu tiếp theo sẽ vào ngày 23 tháng 6 và những cái khoản nợ khác của Nga cũng sẽ bị tiếp tục có thời hạn gia hạn trong vòng 30 ngày, là cho đến cuối tháng 7 thì Nga sẽ phải hoàn tất. Và có lẽ là tới thời điểm đó, theo như Bộ Tài chính của Hoa Kỳ nói rằng là Nga sẽ có thể công bố là vỡ nợ, tại vì không còn một con đường nào khác để mà có thể chuyển bằng cái đồng đô la để mà trả. Thì nếu mà để mà nhằm kết thúc về cái vấn đề vỡ nợ của Nga thì chỉ còn cách rằng là Nga phải kết thúc cái cuộc chiến tranh xâm lăng đối với Ukraine. Thì không biết là sự việc nó sẽ tiến triển như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống văn tần VnTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.